Đến xin ban tổ chức chuyển đến cho thầy hạnh phúc và kính mong máy tịnh bông tùy duyên sơn tây chuẩn bị ạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thành phố có câu hỏi, hỏi dùng dòng bị đồng tu đang trên sóng hạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, con vừa nghe chú Minh Thành ở đạo tràng Đan Phượng hướng dẫn các Phật tử và hương linh nhận dạng A Di Đà Phật mặc áo màu vàng thì đi theo, nhưng thực tế con thấy có rất nhiều tôn ảnh áo màu đỏ. Vậy khi Phật A Di Đà màu đỏ hiện ra thì con có nên đi theo không ạ? À? Con xin lão cư sĩ Âm cho con lời khuyên ạ. À. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sở dĩ bác Minh Thành dặn người bệnh đi theo Phật có áo vàng là tại vì lúc đó Minh Thành đang treo một hình Phật có cái áo vàng trước mặt người bệnh. Vì cái áo vàng trước mặt người bệnh cho nên Ngài nói là à, phải theo cái người Phật giống như hình này là có cái áo vàng, đúng không? Còn nếu ở nhà chư vị mà có cái hình Phật áo đỏ rồi khi đi hộ niệm người ta dùng cái hình Phật áo đỏ thì lúc đó bác Minh Thành nói bác Sáu ơi phải đi theo hình Phật có áo đỏ này nhé, nghĩa là nói chung lại dặn dò người bệnh đi theo ảnh tượng của Đức A Di Đà giống hệt như ảnh tượng đó, vững vàng như vậy thì tự nhiên không bị lạc đường, không bị người nào khác giả dặn ra, không ai dám chen vào mà lừa gạt một người quyết tâm chí thành niệm Phật đang nhìn cái tượng Phật áo đỏ để đi vãng sanh. Chư vị yên chí đi, điều quan trọng là chính lòng thành của chư vị vững vàng thì chư vị không lạc đường, còn chư vị phân vân do dự thì liền bị lạc đường vậy. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của thầy Thích Hạnh Phú và lão cư sĩ.